sao nhiều đi hát không cậu giờ như bé sao mà bạn không nghĩ lệ sao cậu ốm trong á. Dạ à, đây là một phút quảng cáo với mình à, ai đang bị xương khớp thì cứ việc điện cho tôi dạ thôi thôi dạ đâu xương khớp đi ra thôi mình may mà số thế. Nhiều
mỗi người sẽ nhận về cho em đó là một phong bao lì xì 450.000 đồng, và bên cạnh đó mỗi người sẽ được nhận một con cá bông nhỏ nha. Xin mời chị, và cảm ơn con gái tặng con cá bông nè con ơi. Đây bé tặng con cá bông theo đi xuống. Cảm ơn con gái nha. Đây nè con ơi, nè nè, tặng cho bông phiếu mua hàng 100.000 luôn. Cảm ơn con. Dạ đây mấy chị, em tặng mấy chị thêm mỗi người một phiếu mua hàng 50.000 đồng nha. Dạ rồi anh trai ơi, cướp là mỗi người sẽ được thêm một phiếu mua hàng 50.000 đồng. Dạ rồi, dạ em cảm ơn các chị rất là nhiều, dạ rất là may mắn. Dạ cái thưa quý vị, sau giờ này thì em quyết định đổ nợ cái gì. Rồi cái thưa quý vị, trong chương trình Lotto Show của Việt Nam, tất cả các ngày đều sẽ chia ra làm hai phần thú vị đó. Và ngay bây giờ sẽ bảo vệ chúng ta sẽ đến với chương trình giải lao giữa giờ, để quý vị có thể đi mua sắm, đi ăn uống, đi vệ sinh trong vòng 45 phút. Chủ nhật chỉ có nghỉ 45 phút thôi nè, ngày chủ nhật chỉ có nghỉ 45 phút thôi, để tụi em sẽ chuẩn bị tiết mục phần 2, đó là vạn yêu quốc đại náo cùng Tôn Ngộ Không ở phần 2, phục vụ cho tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao 45 phút, nhưng chúc quý vị sẽ có những lựa chọn thật là tuyệt vời tại các gian hàng ẩm thực, phục vụ tất cả quý vị. Với mỗi cái đơn 50.000 đồng, quý vị được một phiếu rút ra may mắn cuối giờ, bỏ vào thùng trắng nha quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào 45 phút nữa thưa quý vị.